chắc là mai mình làm clip bóc hộp chôm cát version 2. Nhận thấy mình là tem địa chỉ của mình thì chắc là sau khi edit clip này thì mình sẽ chia địa chỉ đi, nhưng mà để rất là thông tin. Và con này thì mình đặt ở trên eBay thì cách đây khoảng 4 hôm. Đè expect này ship đến chỗ ở mình nghĩ là đến 26 cơ, nhưng mà vừa thông tin shipping thì đã đến khách sạn rồi thì mình vừa xuống lấy. Mình cái hộp đi qua trục sốc gửi vào dịch vụ UPS hai chuẩn thì vừa nãy có một đai đặt bảo quản ở đây thì mình đã bóc ra được những cái thông minh. Bên trong sẽ có một hộp chung kết đơn. Cái này thì mình mua ở trên eBay, thanh toán qua tài khoản PayPal thì rất là tiện lợi. Các bạn nào đặc biệt các bạn nghĩ thì khỏi phải ghi đi. Cái mạng nữa là cái này là tích ship. Đây là phòng bình không? Chung kết, một hộp chung kết TV streaming deployed by Google. Thiết kế như cái đĩa bay ở đuôi này. Đó, các bạn nhìn thấy. Thực ra là cái này các bạn chắc là bạn nào đi đổi công nghệ thì biết lâu rồi. Nhưng mình cũng phải lần mò cái này mới. Hôm nay mình mới bước thử và thử xem nó tác dụng như thế nào. Nghe trên tay của mình sẽ thử đọc hộp Google Chung Cát mới giá $35 trên trang thương mại điện tử eBay rất nổi tiếng.